Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chưa đến kênh Điện Gia Dụng Nhật Bãi của Thanh Hóa. Mình tên là Thanh Hóa, 38 tuổi, đang ở chợ Láng Sen, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hôm nay mình đang test một em bếp từ đơn hiệu Oyama. Ngoại hình còn cực kỳ đẹp ha. Không có bể nứt mẻ gì trơn nha quý khách. Em này là ngoại hình còn đẹp, quạt còn mới luôn, bởi không có tháo vệ sinh ra. Hàng này là sản xuất 2017 luôn ha. Điện 100V 1400W ha. Rồi, để mình test cái máy cho quý khách xem nha. Rồi, mình test theo dài cái nước ha. Quý khách á, chọn nó cập cận, nó dướng sợi dây điện. À, hai mình đè lúc này luôn nghe quý khách, nhấn đè trong 3 giây nha. Bây giờ rồi ha, bạn 3 giây ha, mình bấm cái này là chạy ha. Hiện giờ là 1, 2, 3 là tăng giảm ha. Cái bên đây á, cái nút này á, thì mình mới hẹn giờ được nghe quý khách ha. Một phút nữa ha, hẹn giờ được ha, tăng giảm nè. Nấu lẩu, nấu canh, nấu đồ rất là tiện lợi và nhanh gọn ha. Thằng này nó nhận nồi nóng hay quý khách, nếu nó không nhận nó sẽ báo là hình như E1 á, hiện chữ E số 1, E1 là bị lỗi, nó không nhận nồi ha. Đây mình bắt mới có nửa công suất à, mà nó sôi nè ha. Đây mình đang test cho thời gian 1 phút á. Nấu cái lẩu này ăn chắc 2-3 ngàn điện gì. Nếu nấu kiểu này thì 700W, nấu hoài vậy nè, 700W tiếng đồng hồ chưa được ký điện. Thấy không, đúng 1 phút nó tắt hết rồi, thấy không nè. Còn bên đây thì chỉnh giờ không được nghe không khách. Nè, nó chạy thì chạy thôi nha, chứ không có chỉnh giờ được nha. Nó báo không cho chỉnh giờ ha, bên đây mới cho chỉnh giờ ha. Rồi, quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube hay Zotop cho mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi, cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình bán giá em này là 600 ship chỉ 2 nghe khách. Rồi, cảm ơn quý khách đã quan tâm. Xin chào tạm biệt.